Du Quan: Nêu yếu tố quyết định chiến dịch phản công. Ngoại trưởng Du cảnh báo hậu quả nếu Du mất Bắc Mút. Xe bọc thép AMX 10 RC của Pháp đến Du Quan, Mỹ cung cấp thêm cho khiếp 240 xe tải quân sự. Lực lượng như quen bắn hạ 11 máy bay không người lái Kamikaze của Nga trong đêm. Đơn vị tác chiến đặc biệt Ukraine phục kích tiêu diệt nhóm trinh sát Nga, bắt sống siêu tăng mất khả chiến bại T90 tại Bắc Mút. Elon Musk muốn phủ sóng Internet vệ tinh cho Việt Nam Triều Tiên nói 800.000 công nhân tình nguyện nhập ngũ chống Mỹ Libya tìm lại 2,5 tấn uranium tự nhiên bị mất tích Tất cả xin được gửi tới quý vị ngay sau đây Uyên mi xin được mến chào quý khán thính giả đang xem chương trình tin tức tổng hợp trên kênh HTD News Ukraine nêu yếu tố quyết định chiến dịch phản công Kính thưa quý vị, ông Zuri Inat, người phát ngôn không quân Ukraine, cho biết vào ngày 18 tháng 3 rằng, để phản công thành công, quân đội Ukraine cần ngăn chặn đà tiến công của đối phương, sau đó giành ưu thế trên không. Điều này có thể đạt được nhờ các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu hiện đại, bảo đảm thống lĩnh không phận đối với các vùng lãnh thổ bị đối phương kiểm soát và làm gián đoàn hoạt động hậu cần cung cấp nhiên liệu đạn dược của đối phương. Sau đó, chiến dịch phản công sẽ thành công. Ông nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu đó, Ukraine cần các hệ thống phòng không tầm xa, máy bay chiến đấu đa nhiệm hiện đại sớm nhất có thể. Politico dẫn nguồn thảo tin cho biết, Kiev đang chuẩn bị cho kế hoạch phản công ngay cả khi nguồn lực cạn kiệt do bám trụ ở mặt trận khốc liệt Bắc Mút, miền Đông. Giới chức Mỹ dự đoán, Ukraine có thể mở đợt phản công lớn vào khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Đó là lý do Washington và các đồng minh đang nỗ lực đẩy nhanh viện trợ khí tài cho Ukraine trước khi Nga kịp mở đợt tấn công mới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đầu tuần này cho biết, dù quen không còn nhiều thời gian, chúng ta phải nhanh chóng thực hiện các cam kết viện trợ cho họ, bao gồm cung cấp các khí tài bọc thép, bảo đảm binh sĩ được huấn luyện, hỗ trợ linh kiện và bảo dưỡng mà họ cần để sử dụng các hệ thống khí tài mới sớm nhất có thể. Trong một diễn biến mới nhất cho thấy những chuyển dịch đáng kể trong chính sách viện trợ của phương Tây, Ba Lan và Slovakia tuyên bố sẽ cấp các máy bay chiến đấu MiG-29 cho Kiev. Cụ thể, Ba Lan sẽ chuyển 4 máy bay, Slovakia cung cấp 13 máy bay từ thời Liên Xô cho Ukraine. Hai nước này đều là thành viên của NATO và là láng giềng của Ukraine. Đến nay, Mỹ và các đồng minh vẫn do dự viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine, đặc biệt là máy bay hiện đại do phương Tây chế tạo, do lo ngại nguy cơ leo thang đối đầu với Nga. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, động thái của Ba Lan và Slovakia sẽ là tiền đề để một số nước quyết định cấp máy bay chiến đấu cho KF. Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo hậu quả nếu Ukraine mắc Babut Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục chiến đấu cho Babut. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuluba cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC rằng việc mắc thành phố này sẽ gây nguy hiểm cho các khu định cư khác mà khi ép hiện đang kiểm soát. Ngoại trưởng Kholipa nói, vì vậy chúng ta phải chiến đấu ở Bakhmut chừng nào còn có thể. Ông nói thêm rằng, tình hình ở Bakhmut vẫn còn khó khăn do những tổn thất mà lực lượng vũ trang Ukraine phải gánh chịu ở đó. Điều đáng chú ý là cả phương Tây và Ukraine bắt đầu bày tỏ nghi ngờ về quyết định tiếp tục chiến đấu cho Bakhmut của Kiev. Theo Politico, quân đội Ukraine hiểu đạn pháo và chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, Alexander Berenziev nhà khoa học chính trị quân sự, Phó giáo sư tại Đại học Kinh tế Nga, Plekhanov nhận định rằng, Ukraine có thể cạn kiệt nguồn nhân lực vào tháng 12 năm 2023 nếu cường độ giao tranh và tổn thất hiện tại vẫn duy trì. Đồng thời, NATO có thể xem xét cơ hội triển khai quân đội ở nước này. Ukraine gần đây chịu tổn thất nặng nề, nhưng không có nghĩa là nước này không có nhân lực. Họ có đủ nhân lực ở đó còn có lính đánh thuê nước ngoài và quân nhân NATO, người Ba Lan ở đây ngay từ đầu, nhưng có công dân của các quốc gia khác đang chiến đấu ở Ukraine. Do đó, không thiếu nguồn nhân lực vào lúc này, nhà khoa học chính trị tin tưởng, ấn phẩm Lenta.ru cho biết. PRNDF đề xuất coi tháng 12 năm 2023 là điểm tham chiếu. Ông nói thêm rằng, vào thời điểm này, phương Tây có thể bắt đầu xem xét nghiêm túc việc triển khai quân đội ở Ukraine. Xe bọc thép AMX-10 RC của Pháp đến Ukraine bị cung cấp thêm cho khi ép 240 xe tải quân sự. AMX-10 RC, loại xe bọc thép của Pháp thường được sử dụng để trinh sát, đã tới Ukraine trong khi đó bị cung cấp cho ép 240 xe tải quân sự. Phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine khi Nga phát động xâm lược Ukraine bước sang năm thứ hai. Theo báo Le Figaro, Pháp, vào ngày 17 tháng 3, Phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Pháp vào ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Cypatien Leconnel, thông tin các xe bọc thép AMS10RC của nước này vừa đến Ukraine. đoàn. Ông Leconnel nói, một số chiếc đã ra tiền tuyến nhưng không nêu cụ thể có bao nhiêu xe bọc thép chính xác AMS10RC được đưa đến Ukraine. Pháp chuyển AMX-10 RC tới Ukraine khoảng 2 tháng sau khi hứa cung cấp loại xe bọc thép này hồi tháng 1 do cần thời gian huấn luyện kiếp lái Ukraine. Công tác huấn luyện được tổ chức tại hai địa điểm khác nhau ở Pháp, trường Kỵ binh Sommer ở phía tây nước Pháp và bãi huấn luyện trại Kenzur ở đông nam nước Pháp. AMX-10 RC là loại xe bọc thép bánh lốp của Pháp thường được sử dụng để trinh sát và hỗ trợ hỏa lực, được trang bị khẩu pháo cỡ nòng 105mm trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đang lên kế hoạch bàn giao 240 xe tải quân sự cho Ukraine. Tuyên bố có liên quan được đưa ra bởi Thời báo Reuters, một phóng viên của Judenform đưa tin. Những chiếc xe Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fazi và Volvo Manimax đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào tuần tới. Chúng sẽ được sử dụng để vận chuyển binh lính và thiết bị ra tiền tuyến. Quân đội Mỹ có dự trữ khoảng 400 xe Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fazi và Volvo Manumat. Con số này bao gồm các loại dùng để chở hàng, phương tiện nâng hạ và xe tải xử lý sự cố. Những phương tiện này sẽ bị loại bỏ dần và thay thế bằng các phương tiện mới hơn trong năm nay. Theo Cục Tài nguyên Vật liệu Quốc phòng của Mỹ, việc loại bỏ dần các phương tiện này đã được lên kế hoạch trong vài năm nhưng việc thay thế chúng đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine. Như vậy, quân đội Bỉ có thể chuyển giao phần lớn loại xe này cho quân đội Ukraine. Những chiếc xe tải này đã được đưa vào sử dụng từ đầu năm 1992, nhưng vẫn ở trong tình trạng tốt. Tất cả các phương tiện sẽ được kiểm tra và tăng trang lại khi cần thiết, trước khi chúng được vận chuyển đến Đông Âu. Ngoài ra, phía Bỉ sẽ gợi phụ tùng thay thế và hướng dẫn sử dụng cho xe tải. Lực lượng Ukraine bắn hạ 11 máy bay không người lái Kamikaze của Nga trong đêm. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 11 trong số 16 máy bay không người lái xa hết do lực lượng chiếm đóng của Nga phóng vào Ukraine vào tối ngày 17 tháng 3. Điều này đã được Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo trên Telegram theo Udinform Báo cáo cho biết, quân chiếm đóng Nga đã tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái Kamikaze Shahed-136-131 do Iran sản xuất. Cuộc tấn công được thực hiện từ hai hướng, từ bờ biển phía đông của biển Azov và từ vùng Priyaz của Liên bang Nga, các lực lượng và phương tiện của Trung tâm Chỉ huy Không quân Đông và Tây của lực lượng không quân Ukraine đã phá hủy 11 UAV tấn công ở các khu vực trung tâm phía Tây và phía Đông. Lực lượng không quân cũng báo cáo rằng có tổng cộng 16 máy bay không người lái tấn công đã được phóng trên khắp các khu vực của Ukraine. Trước đó, cảnh báo không kích đã vang lên trên một số khu vực vào tối thứ Sáu do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze của Nga phóng đi. Đơn vị tác chiến đặc biệt Ukraine phục kích tiêu diệt nhóm trinh sát Nga, bắt sống siêu tăng bắt khả chiến bài T-90 tại Bakhmut. Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, ở hướng Bakhmut, Lực lượng Tác chiến đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tiêu diệt một nhóm quân xâm lược Nga đang cố gắng xông vào trung tâm Bakhmut. Lực lượng Tác chiến đặc biệt của Ukraine tiếp tục dũng cảm bảo vệ thị trấn Bakhmut. Trong nhiều ngày chiến đấu ở hướng này, một trong các đơn vị đã tiêu diệt ít nhất một nhóm lính địch khoảng 30 người. Theo Bộ Chỉ huy Lực lượng tác chiến đặc biệt, các cuộc tấn công của Nga đều bị để lùi ở mọi nỗ lực tiến lên. Một lời nhắc nhở rằng, những kẻ xâm lược Nga được cho là đã chịu tổn thất ở hướng Bắc Mút và đã kiềm chế các hành động tấn công vào đêm ngày 16 tháng 3 năm 2023. Cũng trên chiến trường này, lính Nga đã bỏ lại xe tăng T-90M nguyên vẹn sau khi trúng bẫy phục kích của lính phòng vệ Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đăng các tấm ảnh chụp một xe tăng T-90M còn nguyên vẹn của Nga lên Twitter cùng nội dung chú thích mỉa mai. Chúng tôi đề nghị chủ nhân của nó liên lạc với quân đội Ukraine. Xin hãy cho dấu hiệu nhận biết bằng một lá cờ trắng. T-90M được cho là phiên bản mới nhất của dòng xe tăng T-90 chủ lực của Nga. Theo trang The Fry, những chiếc T-90M đầu tiên chỉ mới được trao cho một sư đoàn súng trường cơ giới của Nga tại quân khu miền Tây vào mùa xuân năm 2020. Một số ước tính cho rằng chỉ có khoảng 100 chiếc đã được biên chế vào thời điểm Nga khởi động chiến sự vào tháng 2 năm ngoái. Hồi đầu tháng 5 năm 2022, Ukraine lần đầu thông báo phát hiện xe tăng T-90M của Nga tham chiến. Vài ngày sau, một phóng viên chia sẻ các hình ảnh lên mạng xã hội và các chuyên gia xác nhận đó là một trong những chiếc T-90M đầu tiên bị phá hủy trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng công bố đoạn video được cho là quay cảnh phá hủy một chiếc T-90M tại tỉnh Kharkov bằng súng phóng lựu chống tăng vác vai Kaukostov của Thụy Điển. Tuy nhiên, việc thu giữ được một chiếc T-90M còn nguyên vẹn là điều gây ngạc nhiên, vì giới phân tích cho rằng nếu chiếc xe gặp sự cố và không thể di chuyển, đáng ra tụi lái phải cho nổ để phe đối phương không khai thác được những công nghệ nhạy cảm. Theo thông báo cập nhật của quân đội Ukraine vào ngày 17 tháng 3, Nga đã mất khoảng 3.506 xe tăng từ khi xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Chuyển qua một số tin tức đáng chú ý khác. Elon Musk muốn phụ sóng internet vệ tinh cho Việt Nam. Hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk sẽ tham gia một đoàn các đại diện doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam để tìm kiếm cơ hội bán dịch vụ internet vệ tinh cho Hà Nội. Reuters hôm ngày 17 tháng 3 cho biết, khoảng trên 50 đại diện doanh nghiệp Mỹ sẽ đến thăm Việt Nam trong đoàn do Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN tổ chức. Các doanh nghiệp trong đoàn bao gồm các lĩnh vực về quốc phòng, dược phẩm, công nghệ Chuyến đi diễn ra khi có những quan tâm ngày một gia tăng đối với thị trường 100 triệu dân ở châu Á, nhất là khi các hãng đang tìm cách dịch chuyển sản phẩm từ Trung Quốc sang các nước khác khi quan hệ thương mại Mỹ-Trung căng thẳng. Reuters trích lời ông Vũ Tú Thành, đại diện tại Việt Nam của Hội đồng kinh doanh Mỹ asian cho biết, đây là đoàn đến thăm Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ. Hãng Netflix cũng có đại diện tham gia đoàn. Theo Reuters, hãng Netflix có dự định. Theo Reuters, hãng Netflix đang có dự định mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Ông Thành nói với hãng Rooster rằng, các hãng sản xuất máy bay lớn của Mỹ như Boeing, Lockheed Martin, Bell cũng sẽ có các cuộc gặp với các công ty mua thiết bị quốc phòng của Việt Nam. Đồng thời, ông nói thêm rằng, đây là lần đầu tiên sau một thập niên các hãng an ninh của Mỹ tham gia đoàn đến thăm Việt Nam thường niên. Triều Tiên nói 800.000 công dân tình nguyện nhập ngũ chống Mỹ. Bình Dưỡng nói có khoảng 800.000 người tình nguyện gia nhập quân đội hoặc tái nhập ngũ để chống lại Mỹ, khi căng thẳng giữa bán đảo Triều Tiên gia tăng. Rodon Simon, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng lao động Triều Tiên, vào ngày 18 tháng 3 cho biết, chỉ trong vòng một ngày trước đó, đã có khoảng 800.000 sinh viên, công nhân trên toàn quốc đã bày tỏ mong muốn gia nhập hoặc tái nhập ngũ để chống lại Mỹ. Bài viết có đoạn, những người trẻ đồng loạt xung phong tham gia cuộc chiến bảo vệ tổ quốc và tiêu diệt kẻ thù. Những bức ảnh được tờ báo công bố cho thấy thanh niên xếp hàng chờ ký tài liệu nhập ngũ tại loạt meeting do nhà nước tổ chức tại các nhà hát, cổng trường xây dựng. Số người làm đơn xin nhập ngũ đang không ngừng tăng. Washington chưa bình luận về thông tin. Hôm ngày 16 tháng 3, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM qua sông 17 ra biển Nhật Bản để đáp trả các cuộc tập trận mỹ hàng đang diễn ra và giờ trước khi tổng thống Hàn Quốc bay tới Tokyo dự hội nghị thượng đỉnh Nhật Hàn. Lực lượng Mỹ và Hàn Quốc hôm ngày 13 tháng 3 khởi động cuộc tập trận chung Lá chắn tự do 23 kéo dài 11 ngày được tổ chức với quy mô chưa từng thấy kể từ năm 2017 nhằm chống các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên. Triều Tiên chỉ trích Mỹ, Hàn cố tình leo thang căng thẳng, liên tục đe dọa quân sự một cách thiếu trách nhiệm và liều lĩnh. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng Bình Nhưỡng cần nâng cao năng lực răng đe chiến tranh hạt nhân để đánh vào nỗi sợ của kẻ thù. <laughs> Libya tìm lại 2,5 tấn uranium tự nhiên bị mất tích Các lực lượng vũ trang miền đông Libya cho biết 10 thùng phi chứa khoảng 2,5 tấn uranium tự nhiên đã được tìm thấy, chỉ một ngày sau khi truyền thông đăng tin IAEA phát hiện chúng mất tích khỏi một nhà kho ở miền nam Libya. Khaled Majov, người đứng đầu đơn vị truyền thông của quân đội quốc gia Libya NLA, lực lượng quân sự chính ở miền đông, cho biết trong một tuyên bố rằng 10 thùng quặng uranium bị mất đã được tìm thấy, mặc dù một video riêng mà ông gửi cho thấy đã đếm được 18 thùng. Theo một văn bản mà Reuters có được do cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc IAEA bí mật gửi các quốc gia thành viên. Thi lượng uranium nêu trên đã mất tích. IAEA đã không tìm thấy bằng chứng khi kiểm tra tại một địa điểm không được nêu tên ở Libya vào thứ Ba. vì kiểm tra lẽ ra được thực hiện từ năm ngoái nhưng đã bị hoãn lại do tình hình an ninh. Ông Majov nói địa điểm này là một nhà kho hướng tới biên giới với Chad mà IAEA đã đến vào năm 2020 và niêm phong bằng sáp đỏ Ông cho biết thêm, những chiếc thùng này được tìm thấy cách nhà kho khoảng 5 km. Ông đưa ra suy đoán rằng một nhóm từ chat đã đột kích vào nhà kho và lấy đi những chiếc thùng với kỳ vọng chúng có thể chứa vũ khí hoặc đạn dược, nhưng đã bỏ rơi chúng. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho hay họ đã biết, đã ra thông báo cho các phương tiện truyền thông rằng vật liệu này đã được tìm thấy và đang làm việc để xác minh chúng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hồng thư htdnews.ptv.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.